Phấn phủ Elite Blue Powder Pack có gì mà phù thủy make up dứ hẳn, Bonnie yêu thích đến vậy? Cùng mình tìm hiểu ngay thôi nào. 1. Thương hiệu Elite được biết đến là hãng mỹ phẩm bình dân của Hàn Quốc chuyên sản xuất các sản phẩm trang điểm. Các sản phẩm của thương hiệu này rất đa dạng, có thể kể đến như son môi, phấn mắt, phấn trang điểm, kem nền. Nhận được sự yêu thích không chỉ ở Hàn Quốc mà còn nhiều quốc gia trên thế giới. Elite chú trọng đầu tư cả về chất lượng lẫn hình thức, bên cạnh đó giá cả cũng khá cạnh tranh. Elite Blue Powder Pack là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của hãng và đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các beauty blogger nổi tiếng, trong đó có cô nàng Bonnie xinh đẹp. 2. Bao bì thiết kế. Hộp phấn hình tròn nhỏ, cầm vừa đủ trong lòng bàn tay với tông màu đen chủ đạo và logo Elite màu trắng được đặt nổi bật ở giữa. Từ vỏ giấy tới hộp phấn được thiết kế đơn giản, các thông tin cơ bản của sản phẩm được in trên vỏ giấy. Có đầy đủ gương và bông phấn tiện lợi và dễ sử dụng. Phấn phủ được ngăn cách bởi một lớp nhựa trong suốt, bảo vệ phấn khỏi tác động từ bên ngoài. Có hai phiên bản, đen truyền thống và size Cano Sato với tông màu tím nổi bật, nữ tính của hoa oải hương. Hai phiên bản này chỉ khác về phần thiết kế còn chất lượng phấn không hề thay đổi. 3. Bảng màu Elite Blue Powder Pack hiện có 4 tông màu khác nhau, trải dài từ sáng đến tối giúp bạn có thể thoải mái lựa chọn màu sắc phù hợp với làn da của mình. Bao gồm màu 13, dành cho da trắng sáng. Màu 21, dành cho da trắng. Màu 23, dành cho da sáng trung bình. Màu 25, dành cho da ngăm. 4. Thành phần Phấn phủ nhà Elite có những thành phần đáng chú ý như Jewel Powder, Pearl Powder, bột thạch anh tím và bột ngọc trai giúp da rạng rỡ, tươi tắn nhờ công dụng phản xạ ánh sáng. Chiết xuất từ 8 loại thực vật, hoa oải hương, hương thảo, húng tây, lá bạc hà, lá xô thơm, hoa nhài, lưu ly, cúc la mã, dịu nhẹ cho làn da. Sản phẩm an toàn khi không chứa các hoạt chất có hại cho da như paraben, benzophenone, triethanolamine, hương liệu. 5. Công dụng Những hạt phấn siêu mịn sẽ lấp đầy những khuyết điểm, những mảng da không đều màu và se khít lỗ chân lông, từ đó mang lại cho bạn một làn da mịn màng tự nhiên và tràn đầy sức sống. 6. Ưu nhược điểm Ưu điểm Thiết kế nhỏ gọn, cầm vừa đủ trong lòng bàn tay, dễ dàng mang theo bên người, tuy nhỏ gọn nhưng cầm rất chắc tay và tạo cảm giác sang trọng, tinh tế. Elite Blue Powder Pack có đầy đủ phụ kiện đi kèm như gương, bông phấn nên rất tiện lợi. Hạt phấn siêu mịn nên rất dễ apply lên mặt, đặc biệt là phấn không bị ăn vào bông trang điểm hoặc cọ nên khá tiết kiệm khi dùng. Phấn mỏng mịn và khá nhẹ nên bạn sẽ không cảm thấy bị nặng mặt hay bị mốc. Sản phẩm không chứa hương liệu nên hầu như không có mùi, chỉ có chút mùi phấn nhàn nhạt nên những bạn bị dị ứng với mùi hương hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng nhé. Độ che phủ tương đối tốt nếu so với các loại phấn phủ khác, tuy nhiên sẽ không thể che phủ như kem nền, nhưng lỗ chân lông của bạn sẽ được giảm thấy rõ, da cũng mịn màng và đều màu hơn. Giá cả của phấn phủ này cực kỳ bình dân, so với chất lượng và thiết kế thì em này đáng để đầu tư. Nhược điểm, Elite Blue Powder Pack kiềm dầu không quá tốt. Với những bạn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu thì tầm 2 tiếng là dầu bắt đầu xuất hiện ở vùng chữ T rồi. Nếu các bạn thuộc loại da khô hoặc sử dụng vào thời tiết hanh khô như mùa đông thì Elite Blue Powder Pack hoàn toàn phù hợp nhé. Vỏ giấy của sản phẩm không in đầy đủ thông tin cần thiết và cũng không có phụ đề tiếng Việt nên khá khó khăn đối với những ai muốn tìm hiểu kỹ về sản phẩm. 7. Trải nghiệm của bản thân. Sau một thời gian sử dụng, mình thấy em này khá ổn nếu so với mức giá. Sản phẩm này mặc dù thiết kế không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng lại tinh tế. Cầm nắm cũng khá chắc tay và dễ dàng mang theo khi ra ngoài. Khi tán lên mặt thì hạt phấn mỏng nhẹ, siêu mịn nên có khả năng che phủ được các khuyết điểm nhỏ trên khuôn mặt cũng như giảm bớt lỗ chân lông, da cũng mịn màng lên trông thấy. 8. Các câu hỏi thường gặp. Sản phẩm này mua ở đâu? Bạn có thể dễ dàng mua phấn phủ Elite Blue Powder Pack tại link dưới video nhé. Giá sản phẩm này là bao nhiêu? Sản phẩm này có giá khoảng 270k nhưng mà đang được khuyến mãi đó chị em ơi, mua đi kẻo hết nè. Nếu bạn đang tìm kiếm một em phấn phủ bình dân nhưng chất lượng miễn bàn, thì hãy thử Elite Blue Powder Pack đi, bạn sẽ phải kinh ngạc về tác dụng của em đi đó.